Duyên đã đến đây phục vụ buổi tiệc cưới của Kim Đạt cùng cô dâu Ánh Hồng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và đây kết thúc chương trình thì tiếng hát của anh Mỹ cùng với Phượng trên bài một nhạc phẩm trữ tình được mang tên Đường Tình Đơ Ngã. Xin mời khách cùng vỗ tay. Kim Nguyễn với ca sĩ Đức Phượng không? Kim Nguyễn. Còn luyến lưu làm chi, còn vẫn vương làm gì? Lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em mới xem là vì thôi. Anh đừng giận em. Và tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Nhớ mãi theo nhau, người đời em vẫn nhớ mãi em từng đầu. Ôi em hãy đi về, không chỉ lại buồn. Trời đã khuya từ lâu, gần vẫn đi tà. Hoa vui đón đem về cùng bên khác. Đường đời đôi ta hai bước đi buồn tận cùng. Ai đừng giận em, nào hương muôn sâu xa. Với tình hình trái ngang, em chỉ cứ yêu thương từng năm đến nơi đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng buồn cay. Còn luyến lưu làm chi, vẫn vẫn vương làm gì? Ai còn lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Ai đơn giản em kia dây vang mùa thu. Và tất cả buồn vui anh cũng xin trả lại em.